Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện cầu voi, luật sư Trần Hồng Phong cung cấp tình tiết mới chứng minh Hồ Duy Hải ngoại phạm. Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020, luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia hỗ trợ cho gia đình Hồ Duy Hải và gia đình tiếp tục có đơn kêu an cho Hồ Duy Hải và cung cấp thêm tình tiết mới. Đơn này gửi đến chủ tịch nước, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Trong đơn, luật sư Trần Hồng Phong cho biết, thời gian gần đây, ông đã tiếp nhận được nhiều tài liệu bản ảnh mới. Qua xem xét đối chiếu nội dung, thứ từ bút lục, chữ viết, chữ ký, sự liên quan và thống nhất với các tài liệu trong hồ sơ vụ án, cùng nhiều dấu hiệu oan sai, ông cho rằng, đây là những tài liệu có thật đã được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An thực hiện trong giai đoạn điều tra đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đánh số bút lục tuy nhiên sau đó đã bị rút không đưa vào hồ sơ tố tụng chính thức việc xác minh làm rõ sự tồn tại những tài liệu này là điều hoàn toàn khả thi vì phần lớn những người có lời khai trong các tài liệu bị rút đều còn sống có địa chỉ và thông tin rõ ràng theo luật sư trần hồng phong qua những tài liệu mới xuất hiện liên hệ với nội dung bản chất và các tình tiết của vụ án ông và gia đình hồ duy hải cho rằng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã có hành vi có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án thể hiện ở những điểm chính sau đây. Thứ nhất là không xác định trưng cầu giám định giờ chết của hai nạn nhân. Theo quy định của theo quy định tại Bộ luật Tố Tổ tụng hình sự, trong chứng minh tội phạm, việc xác định chính xác thời gian vụ án xảy ra là có tính nguyên tắc và bắt buộc. Trong vụ án này, ngay từ đầu cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân chết của hai nạn nhân, đồng thời đã tiến hành chụp ảnh hiện trường, khám nghiệm giám định tử thi qua các tình tiết được ghi nhận và kết quả khám nghiệm giám định như tình trạng thức ăn trong dạ dày thức ăn đã nhuyện lượng ít đồ đông máu đồ co cứng tử thi vết hoen nhiệt độ cơ thể màu da có đủ cơ sở để xác định được thời điểm chết của hai nạn nhân đây cũng chính là thời điểm hung thủ gây án do vậy việc cơ quan điều tra đã không trưng cầu giám định giờ chết của hai nạn nhân là bất thường và ảnh hưởng đến việc xác định chính xác thời điểm hung thủ gây án Thứ hai là có dấu hiệu cố tình làm sai lịch giờ hung thủ gây án. Bỏ qua xác định kết quả nạn nhân Vân vẫn còn ở tiệm bán trái cây vào lúc 21 giờ 1 phút. Bên cạnh việc không giám định giờ chết của hai nạn nhân, còn nhiều tình tiết thể hiện việc cơ quan điều tra đã cố tình làm sai lịch thời điểm hung thủ gây án. Cụ thể, luật sư Trần Hồng Phong cho rằng, việc cơ quan điều tra xác định thời gian hung thủ ra tay sát hại hai nữ nhân viên lúc khoảng 20 giờ 30 phút là quá sớm, không hợp lý. Cơ quan điều tra xác định thời gian gây án là lúc khoảng 20 giờ 30 phút là căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải và chị Huỳnh Thị Kim Tuyền, người sống phía sau bưu cục cổ voi. Tại biên bản ghi nhận lời khai của chị Tuyền vào ngày 29 tháng 3 năm 2008, bút lục 258, khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, chị có nghe thấy tiếng ớt ớt phát ra từ bưu cục. Tuy nhiên trong hồ sơ vụ án còn thể hiện có 3 bút lục khác có vấn đề này và có sự mâu thuẫn lớn với lời khai ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chị Tuyền. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Bích Ngân, người bán trái cây cho Vân Khai, biên bản ghi nhận lời khai ngày 14 tháng 1 năm 2008 như sau. Vào lúc khoảng 20 giờ 45 phút đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, tôi đang bán trái cây thì có một cô gái ốm, cao mặc áo sơ mi màu trắng, tóc ngang vai, đi bộ lại gần chỗ tôi mua trái cây. Tôi biết cô gái này làm ở bưu điện cổ voi. Cô gái này chính là nạn nhân Vân. Đặc biệt hình ảnh do camera ghi nhận tại ghi lại tại bự ghi, ghi lại tại cây ghi lại tại cây xăng cổ voi vào lúc 21 giờ 1 phút tại biên bản xác định thời gian Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây trước khi bị sát hại do cơ quan điều tra thực hiện ngày 16 tháng 1 năm 2008, bút lục 262. Nội dung ghi rõ như sau: Anh Long, chồng của chị Ngân, người bán trái cây cho Vân cho biết. Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh ở tại nhà, lúc này có Vân, nhân viên bưu điện Cổ Voi đến mua trái cây tại nhà anh. Vợ anh là Ngân ra bán trái cây cho Vân. Cùng thời điểm này, anh đi đến cây xăng Cổ Voi để bán xăng thì Vân còn ở tại nhà anh. Khi anh long đến cây xăng Cổ Voi thì cây xăng Cổ Voi có ghi hình ảnh do chủ doanh nghiệp xây dựng Cổ Voi lắp đặt camera. Cơ quan điều tra đã mở máy quay phim ghi hình tại cây xăng Cổ Voi, xác định thời gian anh Nguyễn Thanh Long đến cây xăng Cổ Voi, đồng thời để xác định lại thời điểm Nguyễn Thị Thu Vân đến mua trái cây tại nhà anh Long. Qua kiểm tra, máy quay phim tại cây xăng Cổ Voi thì anh Long đi đến cây xăng Cổ Voi để bán xăng là lúc 21 giờ 1 phút 40 giây ngày 13 tháng 1 năm 2008. Khoảng cách từ nhà anh Long đến cây xăng Cổ Voi là khoảng 50 m. Khi anh đi đến cây xăng Cổ Voi thì nạn nhân Vân vẫn còn tại nhà anh. Tiếp theo đó, theo luật sư Trần Hồng Phong, trong số những tài liệu bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án mà ông vừa phát hiện, có biên bản lấy lời khai của chị Tuyền ngày 14 tháng 1 năm 2008, tức là ngay sau đêm xảy ra vụ án bút lục 131, viện kiểm sát đánh số. Theo biên bản này, chị Tuyền khai nghe tiếng kêu ai ái, còn sớm hơn là lúc 20 giờ. Qua các tài liệu trên cho thấy có sự trinh lịch lớn từ 30 phút đến 60 phút giữa hai lời khai của chị Tuyền và lời khai của chị Ngân. Nếu xác định thời điểm chị Tuyền nghe thấy tiếng kêu ai ái là 20 giờ 30 phút là lúc hung thủ gây án thì sẽ vô lý. Vì lúc 21 giờ 1 phút, tức là 30 phút sau đó nạn nhân Vân vẫn đang còn ở tiệm bán trái cây bên ngoài bức cục. Xét về mặt logic, thời điểm nạn nhân Vân mua trái cây phải được xem là quan trọng hơn rất nhiều so với thời gian chị Tuyền nghe thấy tiếng kêu. Vì nạn nhân Vân không thể bị giết rồi sau đó ba phút sau lại đi mua trái cây được từ những bút lục trên luật sư trần hồng phong cho biết theo quy định tại bộ luật tố tụng hình sự khi có những tình tiết mới lời khai mâu thuẫn cơ quan điều tra phải tiến hành xác minh đối chất làm rõ thế nhưng trong vụ án này cơ quan điều tra đã không cho đối chất mà thậm chí còn rút bớt một bản khai của chị tuyền và không sử dụng thông tin rất quan trọng trong hai bút lục còn lại việc xác định thời gian gây án sai hoàn toàn có thể dẫn đến khả năng bỏ lọt hung thủ thực sự vì trong vụ án này, thời gian gây án có thể chỉ diễn ra trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Một người từ thành phố Hồ Chí Minh có thể gây án lúc 22 giờ, sau đó quay về lại thành phố Hồ Chí Minh để ngủ và được người quen xác nhận là tối qua ngủ ở nhà hoặc đối tượng tình nghi nhưng chứng minh được đang ở quán cà phê lúc 21 giờ lại có thể được xem là có tình tiết ngoại phạm. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định giờ gây án không chính xác, luật sư Trần Hồng Phong diễn dài về một giả thiết. Do đó, luật sư Trần Hồng Phong đề nghị khởi tố vụ án làm sai lệch hồ sơ đối với những cá nhân liên quan đối với công tác tố tụng của vụ án này. Vụ án bưu điện cầu voi, rất nhiều người hay nói sao thằng Hồ Duy Hải tối hôm đó, tức là ngày 13 tháng 1 năm 2008, nó làm gì lúc đưa tiền cho thằng Đang, tức vò lục Đang, hồi hơn 20 giờ mà không ai dám làm chứng cho nó ngoài phạm. Nghe nói thì dễ lắm, Dân đen bình sửa công an hơn sửa cọp, nhiều ông thấy cảnh sát giao thông ngoác vô đà té đái rồi còn bài đặt nói ngon. Trong thời điểm Hồ Duy Hải bị công an triệu tập, thời điểm đó có chuyên án bắt cá đồ bóng đá và lô đề ở xã Nhị Thành, huyện Thu Thừa, mà Hồ Duy Hải cùng tham gia đầu tư kỹ thuật số hơi ác. Vậy nên công an hỏi tới Hồ Duy Hải, ông nào gan cóc tía, dám trả lời là liên quan tới Hồ Duy Hải chỉ ma họa, Đó là một cái thế cài án nhị trùng rất cao cơ của cảnh sát điều tra tỉnh Long An thời điểm đó. Còn trong cuộc sống nói chung, đa số người ta hay phét lác là chủ yếu nói dốc là căn cơ, còn thực tế là câu chuyện ngủ ngôn hai cậu bé và con gấu. Khi con gấu người mặt bỏ đi vì cậu bé già chết thì cậu bạn bỏ chạy và quay lại nói, con gấu nó nói gì vậy? À gấu nói là thế gian này toàn bọn lồn sao me. Và có thêm những kẻ mạnh mồm hơn bên cạnh hùng hồn bảo vệ việc làm mà trời không dung đất không tha là góp phần tự hình người vô tội còn kèm theo lời đe dọa rằng những ai cố lập luận bảo vệ cho hồ duy hại là cố tình xuyên tạc nhằm mục đích bêu đấu hình ảnh lãnh đạo và cơ quan tư pháp. Đúng là lời đe dọa phần nào cũng có tác dụng làm không ít người lo sợ, nhưng nó không ngăn cản được sự thật. Ngày càng nhiều chứng cứ có lời cho Hồ Duy Hải được tung lên mạng xã hội, nhưng hình ảnh chân thật về hiện trường, những lời khai bị rút bỏ như của Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí, Hồ Văn Bình và của Anh Long đã làm cho âm thanh của bọn đao phủ yếu dần đi và đến đơn kêu oan lời khai không nhận tội của Hồ Duy Hải tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cùng được đưa ra ánh sáng làm cho những kẻ rêu rao công lý bị nghẹn hỏng những ai hỏi vì sao hồ dưới hải thú tội thì xin đọc bài này tôi xin được trích từ báo nhà nước theo tường trình của phạm quốc nhật gửi viện kiểm sát nhân dân tối cao một anh hỏi tôi tên gì tôi nói tôi tên phạm quốc nhật tên thường gọi là đỏ anh cảnh sát hình sự đó nói tôi nói xạo tôi không phải tên đỏ mà là tên phát rồi anh ta đánh tôi vì lý do đó và anh cảnh sát hình sự đó nói không cần phải hỏi tao cũng biết mấy tên thường gọi là phát anh lấy súng ra và đánh súng vào đầu tôi không ngừng tay cho đến lúc tôi ngất xỉu. Về tới công an thành phố Cao Lãnh, tôi bị còng hai tay vào cửa sổ, Tuấn thì bị nhốt vào phòng đối diện. Tôi thấy có rất đông công an đánh Tuấn. Tôi nghe Tuấn chỉ nói là: "Không biết em có làm gì đâu mà mấy anh đánh em." Vậy mà mấy anh công an vẫn cứ đánh. Đến khoảng 2-3 tiếng sau, tôi bị hai anh công an thành phố Cao Lãnh đánh và hỏi: "Mày với Tuấn đi đâu?" Tôi nói là đi xuống nhà bạn gái của Tuấn chơi. Từ hôm qua tới giờ thì bị mấy anh bắt về đây. Tôi có biết gì đâu mà mấy anh đánh và hai anh nữa đi lại đánh tôi tiếp. Bốn người đánh tôi cho đến khi tôi ngất đi và đưa tôi lên ghế ngồi được một tí lại đánh tôi tiếp, đánh vào đầu, đánh vào ngực và đập đầu tôi vào tường. hậu quả đêm hôm đó Tuấn đã chết vì bị đánh quá dã man. Hãy cùng lên tiếng để cứu một con người. 13 năm một hy vọng. Từ khi tôi biết tin về vụ án của Hồ Duy Hải và người mẹ của anh là cô Nguyễn Thị Loan. Hơn 12 năm đi khắp nơi từ địa phương lên trung ương để kêu an cho con, tôi cảm thấy khâm phục, xúc động, làm tôi suy nghĩ rất nhiều về nỗi đau mà gia đình cô gặp phải. Cái đây không lâu, tôi đã nằm mơ về nơi cô ở, gặp cô và gia đình để chia sẻ nỗi đau, cùng nhau kêu gọi mọi người trong xã hội lên tiếng cho gia đình của anh Hồ Duy Hải. Hình ảnh cô đã ám ảnh tôi, khiến tôi phải làm điều gì đó. Và hôm nay tôi đã có mặt tại nơi cô ở để có thể nói chuyện và chia sẻ cùng gia đình của cô về câu chuyện dường như chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết. Tôi đã tìm hiểu rất kỳ về vụ án. Khi đọc hồ sơ vụ án, tôi thấy có quá nhiều điểm vô lý và quất tất. Nói chính xác hơn là họ cố tình ghép tội cho Hồ Duy Hải. Một bản án kết tội quá hoang đường đầy một người vô tội thành một người có tội một cách phi lý và sai pháp luật. Chính vì thế hôm nay tôi và gia đình cô, thay mặt một người bị án tử hình oan, xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong nước và ngoài nước. Hãy lên tiếng bằng mọi phương tiện. Để anh Hồ Duy Hải được minh oan và trở về với gia đình, tiếp tục cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng cho một người bị oan và một người mẹ suốt hơn 12 năm trời đi kêu oan cho con. Kêu gọi cơ quan có thẩm quyền xem xét lại toàn bộ quá trình tố tụng của vụ án một cách khách quan, trả lại công bằng cho người bị oan, tìm ra hung thủ thực sự để người bị chết được siêu thoát. Các bằng chứng chứng minh Hồ Duy Hải bị oan, một dấu vân tay để lại tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải hai không có nhân chứng nào khẳng định nhìn thấy hồ duy hải và cơ quan điều tra cũng không chứng minh được đứng sự có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án ba cơ quan điều tra không nhìn thấy và thu giữ được những tăng vật mà bị cáo hồ duy hải khai là đã dùng để gây án cơ quan điều tra phải nhờ người ra chợ mua mới dao và thớt hoặc dùng chiếc ghế tương tự khác để thay thế cho hung khí thật bốn hồ sơ vụ án bị làm sai lệch lời khai của hồ duy hải trong bản cung bị từ tiền tẩy xóa sửa chữa không có sự xác nhận của bị cáo. Năm hội đồng xét xử chỉ chọn và sử dụng chứng cứ, lời khai có lời cho việc buộc tội, ngược lại không sử dụng và loại bỏ những chứng cứ, lời khai có lời cho việc cửa tội. Xin mọi người hãy cùng lên tiếng cứu một người vô tội. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải, mẹ Hồ Duy Hải mong đón con trai về trước Tết mẹ của từ tù Hồ Duy Hải chia sẻ với chúng tôi về hành trình hơn 12 năm kêu oan rồng rạ, nước mắt cạn khô và bày tỏ mong muốn được đón con trai về nhà trước Tết. Sau hơn 12 năm kêu oan, từ tù Hồ Duy Hải, người bị kết tội giết người và cướp tài sản, vừa có thêm một cơ hội sống. Khi Ủy ban Tư pháp Quốc hội vừa ra thông cáo là đang xem xét lại vụ án, đề nghị xóa bỏ toàn bộ bản án trước đó để điều tra lại, truyền thông trong nước đã loan tin theo truyền thông trong nước thì Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã gửi thông cáo trả lời đơn kêu cứu của bà Loan mẹ của tù tù Hồ Duy Hải và đơn đề nghị xem xét lại vụ án của luật sư Trần Hồng Phong yêu cầu xem xét lại kháng cáo lại phán quyết của phiên tòa giám đốc thẩm yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản phúc thẩm năm 2009 của Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định kháng nghị mới nhất của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí thay thế cho quyết định không kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình năm 2011. Trả lời với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Loan nói về cảm xúc khi được tin về bản kháng nghị. Bà Nguyễn Thị Loan cho hay: Tôi đã rất vui mừng vì cái giám đốc thẩm này tôi đã chờ đợi xuyên suốt hơn 12 năm qua. Tôi vui và biết ơn tất cả mọi người trong nước và ngoài nước đã giúp tôi một đoạn đường dài như vậy. Mới có được ngày hôm nay, không có nỗi vui mừng nào mà tả nổi hết. Gia đình tôi đã đi đòi công lý suốt hơn 12 năm qua, coi như là nước mắt đã cạn khô rồi. Tiền bạc, đất đai, nhà cửa thì không nói, bây giờ là không mong gì, chỉ có mong bày chữ thôi, yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm mà hôm nay mới được. Xin nói là hôm nay tôi mới được tòa nguyện. Bà Nguyễn Thị Loan nói là bà đã chuẩn bị đi qua trại giam công an tỉnh Long An xin cho Hồ Duy Hải được tại ngoài vì đã có kháng nghị giám đốc thẩm. Thì con trai bà vô tội hoàn toàn và nay mai phải trả tự do cho con trai tôi. Bà Loan kể về lần gần nhất đi thăm anh Hồ Duy Hải, người bị giam từ năm 23 tuổi nay đã 36 tuổi. Lần gần đây nhất là hôm 29 tháng 5 là tôi có đi gặp con trai. Từ ngày hoãn thi hành án đến bây giờ thì con tôi ốm lắm. Nó đi như nó đi như một ông già nhắc tới tôi đau dữ lắm. Không thể nào mà tưởng tượng mà tôi nằm nghỉ con tôi chờ đợi quá mòn mỏi rồi. Bản thân mình bị oan mà bị giam cầm trong chốn lao tù, bóng tối nhà giam. Tôi thì không thấy được cái phòng giam của con tôi bị giam, nhưng mà tôi tưởng tượng được không có nỗi đau nào mà tạo nổi nỗi đau trong trại giam. Đề cập về hành trình kêu oan cho con, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ, có những lúc mệt mỏi chứ không bao giờ muốn bỏ cuộc và những lúc bà bị bệnh thì đều cố gắng vượt qua để mau hết bệnh. Tới ngày đi Hà Nội, tới chỗ phụ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, dùng hết sức lực la lên, hy vọng rằng tiếng nói của tôi được lên camera, chứ còn đơn đã gửi trên 2.000 bộ, mà không thấy sự phản hồi nào, phải thả con trai tôi về thôi trong năm 2020. Cái bức xúc của tôi, tôi thay vào đó là sự căm hờn và oán hận. Xin phép mọi người hiểu cái nỗi lòng của một người mẹ, là tại sao tôi phải nói ra những câu đó quá khổ rồi tới một ngày tôi ra ngoài trời la lên ông trời ơi đừng bất công với gia đình tôi nữa gia đình tôi khổ như vậy là đủ lắm rồi kể về mối cơ duyên nhận được sự giúp đỡ của bà Trần Thị Nga tức bờ lốc cơ Trần Thị Nga người đã vừa qua mì tị nạn và lúc đó là đang thi hành 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước bà Nguyễn Thị Loan nói trước ngày thi hành án tôi chạy ra Hà Nội cùng với chị tôi tình cờ gặp qua cô Thúy Nga này Lúc đó tôi đang la lên, cô ấy đi ngoài đường thấy và chạy lại hỏi có vụ gì mà bác bức xúc như vậy. Vô tình mà cô ấy đi qua đi lại, cô ấy không biết tôi là ai, mà tôi cũng không biết cô ấy là ai. Lúc đó cô ấy mới nói, thôi bác bình tĩnh, để con hướng dẫn bác qua tòa. Rồi bác nói, chứ bác đừng đứng ở đây bác la mà chủ tịch quốc hội đâu có ở đây. Người ta ở trên lầu, trên cao mà bác đứng ở đây la thì có ai nghe đâu. Cô Thúy Nga giúp đỡ tôi qua tòa, cất tiếng nói lên bác tránh tòa bà nguyễn thị loan kể về một người về một người ơn khác là bà lê thị nga thời điểm mấy năm trước là phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội hoàn thi hành án xong trong mấy ngày đó thì có một cuộc điện thoại chỉ tôi không biết là ai người đó nói là bà không cần biết tôi là ai bà đi về trong nam đi sẽ có người giải quyết cho cháu bà dừng thi hành án lại hai chị em tôi mới vừa về chưa kịp mừng cái sáng bữa sau có tin thi hành án của con trai tôi tôi mới nói chuyện gì mà kỳ cục vậy cái có cú điện thoại hỏi giờ thi hành án con bà bà nghĩ sao tôi mới nói nghĩ gì bây giờ tính diệt con tôi giết người diệt khẩu hay bịt đầu mối giờ tôi sẽ không tin ai hết tôi sẽ ra hà nội gặp lãnh đạo cấp lớn nhất ở trung ương để hỏi tại sao con tôi bị oan mà sao lại bị giết cô lê thị nga lúc đó là phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội vào giám sát ở tỉnh long an cô đã gặp con trai cô đã gặp con trai tôi và gọi kêu gia đình tôi đến gặp ở đường nam kỳ khởi nghĩa chỗ nhà khách lãnh đạo cô rất là có tâm nói là đã làm việc với hai luật sư của gia đình tôi rồi luật sư nguyễn văn đạt và luật sư trần hồng phong trong ba ngày khác nhau khi sắp về thì cô mới nói là hai bà cho tôi hỏi về quá trình hồ duy hải từ nhỏ đến lớn rồi cho chúng tôi ra về bà nguyễn thị loan nói Bà Tâm Đắc có một đại biểu quốc hội như bà Lê Thị Nga và vui mừng khi nghe bà Lê Thị Nga lên làm chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp quốc hội vì bà Nga rất có tâm lên nắm quyền, soi xét người dân như là dân oan Hồ Duy hại. Bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ thêm rằng bà đang ngóng đời từ ngày con trai của bà về. Tôi rất hy vọng vì tôi nghĩ là một khi Trung ương đã chỉ đạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhìn thấy con trai tôi bị oan cho kháng nghị giám đốc thẩm thì truyền thả con trai tôi về quý ông quý bà ngoài đó, tức là ở ngoài Hà Nội, cũng phải giải quyết cho con trai tôi về trong năm 2020 này. Nguyện vọng của tôi là, tôi nghĩ là cái tâm của quý ngài đã biết đến sự oan của Hồ Duy Hải thì phải thà về thôi, con tôi bị oan quá rồi mà cứ giam cầm trong đó đâu có được. Mà năm nay nói là tôi chỉ chịu đựng được hết năm 2020 này mà thôi, con trai tôi mà cứ bị giam cầm như vậy là tôi không thể nào chịu nổi, quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi xin nói như vậy, cơ quan nào làm sai thì cứ nhận đi, riêng còn gia đình tôi thì cũng không biết quy trách nhiệm về ai hết. Miệng là nhận làm sai thì thả hồ Duy Hải con trai tôi về thôi chứ. Bây giờ con tôi oan mà cứ nhốt trong đó hoài. Để sang năm 2021 là tôi khổ lắm đó, tôi nhớ con trai tôi rất nhiều. Tôi nhớ con trai tôi nhiều lắm luôn, tôi sẽ không chịu nổi đâu. Trong quyết định kháng nghị mới nhất, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra một loạt sai phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng như bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến làm sai trong giải quyết vụ án. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong lời khai đầu tiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải đã không nhận tội những bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã xác định bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Việc thu thập, đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ, nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ. Vụ án Hồ Duy Hải được coi là một trong những vụ án được chú ý nhiều nhất trong các năm qua tại Việt Nam và khiến quốc tế phải lên tiếng. Theo nội dung vụ án, Hồ Duy Hải quen biết hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi ở ấp 5, xà Nhì Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào năm 2007. Sáng 14 tháng 1 năm 2008, người ta phát hiện hai nữ nhân viên này bị sát hại giả man tại nơi làm việc, tại các bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó, ở tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 2008 và năm 2009 đều xác định Hồ Duy Hải lúc đó mới 23 tuổi đã giết người và cướp tài sản và tuyên án tử hình. Sau khi hai bản án được tuyên, mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã đi kêu oan cho con ở khắp nơi nhiều năm ròng rã. Vào năm 2019, ân xá quốc tế Na Uy đã gửi thư với chữ ký của hơn 25.000 người đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hủy bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Trước đó vào tháng 5 năm 2018, một kiến nghị với 25.000 chữ ký cũng đã được gửi tới Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu oan cho từ tù Hồ Duy Hải. Vào năm 2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam tuyên bố việc xét xử Hồ Duy Hải đã diễn ra không đúng các trình tự pháp luật, thiếu bằng chứng và kêu gọi điều tra lại. Trước đó vào tháng 12 năm 2014, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tuấn Sang cùng đã ra lệnh hoàn thi hành án đúng một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị thi hành án. Cuối đường hầm là ánh sáng hay là sen lựa cán? Tôi vừa nhận được tin công an tỉnh Long An đang giả soát lại toàn bộ hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải để xem hung thủ thuần tay mặt hay tay trái. Xin cho hỏi phản ứng đầu tiên của bạn khi nghe tin này là gì? Phản ứng đầu tiên của tôi là nếu sau khi giả soát xong, công an tỉnh Long An tuyên bố hung thủ thuần tay mặt trong khi bằng chứng khoa học và sự thật rành rành là hung thủ thuần tay trái thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Về sau đó, giả sử tòa án nhân dân tối cao nhận định, cho dù giám định pháp y, vết cắt cho thấy hung thủ thuần tay trái, còn hồ suy hại thuần tay phải, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi bản chất vụ án. Tôi thế tôi cũng sẽ không ngạc nhiên luôn. Tôi là người có cái nhìn khá u ám, chỉ lạc quan khi mọi chuyện đã thật sự rõ ràng, khiến nhà cầm quyền không thể cư xử khác. Điển hình là phiên tòa giám đốc thẩm vừa rồi, tôi đã tin đến 99%. Là sẽ phải hủy án để điều tra lại, thế sự sao, hội đồng thẩm phán y án. Thật là tàn bạo, một người bi quan như tôi, chỉ còn chút xíu siêu niềm tin thôi mà cũng bị tức đoạt mất. Bây giờ với tin trà soát lại hồ sơ vụ án này, nếu là nền tư pháp công tâm, minh bạch và công lý không phải là diễn viên hài thì chắc chắn không chỉ công an mà cả viện kiểm sát, cả tòa án đều phải nhìn nhận rằng hung thủ thuần tay trái và hù suy hại vô tội. Còn nếu không được kết quả tốt đẹp tới mức ấy thì cũng phải theo lẽ bình thường, kết luận không đủ chứng cứ buộc tội hù suy hại. Lẽ ra mọi người sẽ hân hoan như thế nào? ca tụng công lý như thế nào nếu các ông chịu nhìn nhận sự thật các ông hãy thử không hẹn một lần xem sao. Trong quan nghiêm chỉnh giữa bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật hình sự, một trong những lập luận rất lạ lùng của tòa án nhân dân tối cao là những vi phạm pháp luật liên hệ đến bộ luật tố tụng hình sự khi truy tìm chứng cứ của công an không làm thay đổi bản chất của vụ án nên không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại theo khả nghị của viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao khi lập luận như thế, 17 vị thẩm phán này đã lập luận không phải như những luật gia mà như những đảng viên trung kiên của ý thức hệ Mark Lê, trong khi tương quan giữa bộ luật tố tổ tụng hình sự và bộ luật hình sự không những là một tương quan có tính phương tiện và cứu cánh, mà kèm theo đó là một tương quan có tính nhân quả. Một mặt bộ luật tố tổ tụng hình sự cần phải được tuân thủ nghiêm cẩn hầu bảo đảm phẩm chất của chứng cứ, phương tiện, và đạt đến mục tiêu công lý của bộ luật hình sự cấu cánh. Mặt khác, nếu không có chứng cứ phẩm chất cao qua tuân thủ, bộ luật tố tụng hình sự nguyên nhân thì công lý như quy định trong bộ luật hình sự sẽ không được thực thi hậu quả. Không những trong chế độ pháp trị dân chủ chân chính, mà ngay cả dưới chế độ pháp trị xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, nguyên tắc này phải được mọi luật gia đạ thông. Chính vì thế, Điều 86 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Lập luận nêu trên của 17 vị thẩm phán là lập luận cố hữu của các đảng viên cộng sản, giáo điều, tức cứu cánh biện minh cho phương tiện, nếu không cần thiết thì vứt đi vì mục tiêu đã đạt được. Câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao những quan tòa tối cao của đất nước lại có thể quan niệm về luật pháp lạ lùng như thế? Câu trả lời đơn giản là dưới trật tự chính trị bắc lê và pháp chế xã hội chủ nghĩa các thẩm phán thay vì là những luật gia uyên bác và vô tư thì chỉ là những đảng viên thuộc các phe nhóm được gai ghép vào những vị trí hầu ban thượng hoặc củng cố quyền lực hoàn toàn không đủ phẩm chất của những thẩm phán nghiêm chỉnh như tại các quốc gia pháp trị nghiêm minh ngay cả trong trường hợp Hồ suy hại được tài thẩm đúng theo công lý hoặc phán xét vô tội thì số phận của nhân dân Việt vẫn không được cải thiện trừ khi một hệ thống pháp lý nghiêm chỉnh được hình thành tại Việt Nam trong phạm trù của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính. Hồ Duy Hải và thân phận người dân Việt Nam dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là một quốc gia có một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên như các quốc gia dân chủ trên thế giới. Chính vì thế, hệ thống pháp lý của Việt Nam là pháp chế xã hội chủ nghĩa, không phải là chế độ pháp trị bình thường như tại các quốc gia dân chủ. Lý do pháp chế xã hội chủ nghĩa khác biệt với chế độ pháp trị bình thường là vì sự vắng bóng của yếu tố hiến định, tức là tính tối cao của một hiến pháp nghiêm chỉnh thay vì tính tối cao của điều lệ đảng cộng sản việt nam và sự vắng bóng của yếu tố đa nguyên tức sự hiền diện của đối lập chính trị hầu giám sát hoạt động của đảng cộng sản việt nam sự vắng bóng của hai yếu tố này đưa đến sự lệ thuộc của hệ thống tư pháp gồm các tòa án vào sự lãnh đạo chính trị của đảng và từ đó thiếu yếu tính độc lập và công lý có thể bị bức tử dễ dàng chính vì thế không những anh hồ duy hại mà bất cứ công dân việt nam nào khác đứng trước vành móng ngựa của một tòa án theo pháp chế xã hội chủ nghĩa này cũng có xác suất trừ một số phận như nhau. Tuy nhiên, lý do chúng ta chủ tâm nhiều đến vụ án này ngoài tính nghiêm trọng của nó vì liên quan đến tội cố sát và án tự hình là vì những vi phạm không những các nguyên tắc luật pháp bình thường tại các quốc gia dân chủ mà nó còn vi phạm ngay cả những thủ tục pháp lý của pháp chế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam nữa. Trước khi phân tích và đánh giá vụ án này, chúng ta xác định các sự kiện như sau. Theo Wikipedia Việt ngữ, thảm sát xảy ra ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, ấp năm xá Nhị Thành, huyện Thù Thừa, tỉnh Long An. Trong đó, hai nữ nhân viên bưu điện tên Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh năm 1985, và Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 1987, bị xiết bằng cách cắt cổ ngày 21 tháng 3 năm 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải, sinh năm 1985 bị bắt. Qua hai lần xét xử sơ thẩm, năm 2008, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An và phúc thẩm năm 2009, tại tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuy nhiên, gia đình Hồ Si Hại liên tục kêu an. Năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình quyết định không kháng nghị vụ án. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đơn xin ân xá của Hồ Duy Hại. Sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, cũng như Quốc hội Việt Nam, năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tự hình đối với Hồ Suy Hại. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh trí Kháng Nghị, Giám đốc Thẩm vụ án, sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết bảo đảm đúng pháp luật vụ án từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2019. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, sau 3 ngày xét xử giám đốc thẩm vụ án, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông qua bộ phiếu công khai quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đây là một vụ án có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án như thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường, bỏ qua một số bạn khai cùng không nhận tội của bị cáo tuy nhiên tòa án nhân dân tối cao nhận định những vi phạm pháp luật này không làm thay đổi bản chất của vụ án nên không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thời điểm xảy ra vụ án nạn nhân nguyễn thị ánh hồng đang có mối quan hệ tình cảm với ba người đàn ông nguyễn my son người yêu cũ Nguyễn Văn Nghị, người yêu mới và một kỹ sư tên Trung, bạn mới quen. Trần Văn Chiến và Nguyễn Tuấn Anh đang theo đuổi Hồng, thành viên hội đồng thẩm phán của 17 người và chủ tịch hội đồng là thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, người mà năm 2011 trong chức vụ viện trưởng viện kiểm sát tối cao nhân dân đã quyết định không kháng cáo vụ án này. Một cách tổng quát thế giới xương đại có hai hệ thống tư pháp thịnh hành. Một là hệ thống tư pháp phát xuất từ Anh Quốc, theo truyền thống Law, căn cứ nhiều trên án lệ và hai là hệ thống phát xuất từ Pháp gọi là Code Napoleon và Civil Code chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 căn cứ nhiều trên luật thành văn hệ thống luật pháp cộng sản tuy gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa và không còn yếu tố độc lập và vô tư của Civil Code hiện hành tại Pháp hoặc phần lớn các gia lục địa Âu Châu, nhưng chịu ảnh hưởng của Liên Xô cũ và qua Liên Xô cũ chịu ảnh hưởng của Civil Code nhiều hơn. Tuy nhiên, cả Commonwealth Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan lẫn Civil Code, Pháp các nước lục địa Âu Châu, các cựu thuộc địa các quốc gia trên đều tôn trọng những nguyên tắc nền tảng sau đây. Các khái niệm gia đình vô tội và trách nhiệm chứng minh. Một bị cáo tử thể được gia đình là vô tội và trách nhiệm chứng minh một bị cáo có tội hầu kết án về hình sự là trách nhiệm của công tố viên. Trong trường hợp của Việt Nam là viện kiểm sát tối cao nhân dân, không phải trách nhiệm của bị cáo. Tuy bị cáo có thể nêu ra chứng cứ phản bác những chứng cứ của viện kiểm sát và chứng minh sự vô tội của mình, nhưng chỉ cần viện kiểm sát bày tỏ nghi vấn về phẩm chất của chứng cứ đã trình tòa hoặc minh thị rút lại chứng cứ thì nguyên tắc giả định vô tội lập tức được kích hoạt và tòa án không còn sự lựa chọn nào ngoài hủy án, tài xét hoặc tha bổng cho bị cáo. Trong trường hợp của Hồ Duy Hải, một khi vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trường Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trì kháng nghị giám đốc thẩm vụ án, sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết đảm bảo đúng pháp luật vụ án từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm 2019, thì điều này chứng minh có nhiều khuyết điểm về phẩm chất cũng như số lượng chứng cứ đưa đến việc kết án. Và ông Nguyễn Hòa Bình cũng như 16 vị thẩm phán tòa án nhân dân tối cao còn lại không có sự lựa chọn. Nào ngoài chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát, vì bảo bản án tái điều tra và tái sự hoặc tuyên bố hù suy hại vô tội. Cấp độ chứng minh, vấn đề chứng cứ trong một phiên tòa, dù là những phiên tòa dân sự hay hình sự cũng vô cùng quan trọng. Nhất là về hình sự thì lại càng nghiêm khắc hơn phiên xử Hồ Suy Hải cho thấy nhiều khuyết điểm về chứng cứ như thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường, bỏ qua một số bạn khai cùng không nhận tội của bị cáo. Trong hệ thống hình sự Common Law có hai cấp độ chứng cứ rõ rệt trước khi tòa tuyên phán. Cấp độ chứng minh trong các phiên tranh tụng dân sự là có xác suất phải chăng? Có thể đồng nghĩa với xác suất một sự kiện xảy ra trên 50% là thắng kiện. Tuy nhiên trong một phiên tòa hình sự thì cấp độ chứng minh phải là không còn lý do chính đáng định nghi ngờ. Có nghĩa một người phải chăng không còn lý do định nghi ngờ tội phạm của một bị cáo, hầu như xác suất là 90% hay hơn nữa. Hệ thống tư pháp Supreme cốt tại Pháp và Âu Châu khác với Anh Quốc và Hoa Kỳ ở điểm then chốt này. Trong cả dân sự lẫn hình sự, cơ quan hoặc cá nhân trách nhiệm phải thuyết phục quan tòa đến mức độ quan tòa đặt đến một sự thuyết phục thâm tâm trước khi phán quyết ý niệm thuyết phục thâm tâm này buộc các quan tòa phải xét đến mọi chứng cứ từ lời nói văn kiện khoa học tâm lý và quyết định trong khi ý thức hoàn toàn tính trực quan của chính vì thẩm phán tuy về dân sự cấp độ quan tòa phán xét một vụ tranh chấp căn cứ trên nguyên tắc sự nổi bật của chứng cứ nhưng sự nổi bật của chứng cứ này không phải tương xứng với ý niệm có xác suất phải chăng trong common lao mà đòi hỏi một cấp bậc chứng cứ tương đối cao hơn. Chính vì thế tranh tụng về dân sự tài pháp đòi hỏi nhiều chứng cứ hiện nhiên hơn tại Anh hay Hoa Kỳ, như sai kèo thành văn chẳng hạn. Trong khi đó trong một phiên sự hình sự tuy mức độ thuyết phục thâm tâm áp dụng nhưng dĩ nhiên vì hình sự liên hệ đến sự tự do và đôi khi tính mạng của một công dân nêu và đôi khi tính mạng của một công dân nên trong thực tế yếu tố nổi bật của chứng cứ sẽ cao hơn và tương tự với Pion, sẽ cao hơn chính vì thế trong trường hợp của hồ duy hải nếu đứng trước một pháp đình nghiêm chỉnh trong truyền thống common law lẫn suy viên cốt hồ duy hải đều vô tội vì những chứng cứ nhiều khuyết điểm như thế sẽ không đủ sức thuyết phục một bồi thẩm đoàn tại anh quốc hay hoa kỳ và cũng sẽ không thể thuyết phục một thẩm phán hay thẩm phán đoàn tại pháp đến mức độ và Hồ Duy Hải sẽ được tuyên bố vô tội tại cả hai pháp đình, thêm vào đó vì cấp độ chứng minh của cả hai khái niệm. Trong án hình sự rất cao, nên sự hiền hữu của những nghi can khác như Nguyễn My Son, người yêu cũ, Nguyễn Văn Nghị, người yêu mới, và một kỹ sư tiên trung bạn mới quen, Trần Văn Chiến và Nguyễn Tuấn Anh đang theo đuổi Hồng, hầu như chắc chắn sẽ làm các vị thẩm phán vô cùng nghi ngờ phẩm chất các chứng cứ về tính tội phạm của Hồ Duy Hải và xác suất chẳng án của bị cáo lại càng cao hơn nữa. Khái niệm xung đột quyền lợi Đây là một khái niệm then chốt của công lý nhân loại đương đại, phát xuất từ một phiên tòa tại Anh Quốc năm 1924 và xuất xứ của một câu châm ngôn lừng danh trong giới luật sư và thẩm phán thời đại. Đó là công lý không những phải được thực thi mà phải làm sao cho mọi người nhìn thấy nó được thực thi của tránh thẩm phán Lord Jeffs Rothschild Hayward trong phiên sự Năm 1924, phiên xử này quy định những nguyên tắc nền tảng liên hệ đến tính vô tư và sự vắng mặt cần thiết của các thẩm phán khi có xung đột quyền lợi. Chính vì thế, thẩm phán Nguyễn Hòa Bình và 16 vị thẩm phán trong phiên xử Hồ Suy Hại cần học hỏi phiên xử này. Theo Wikipedia Anh ngữ, thì phiên xử được tóm lược như sau. Năm 1923, một người đi xe gắn máy là Ernst J. dính vào một vụ tai nạn xe cộ và bị truy tố trước tòa về tội lái xe gây nguy hiểm. Các bị cáo lẫn luật sư của ông đều không biết thư ký của các tranh án là thành viên của một công ty luật đại diện trong một phiên sự, dân sự chống lại em đòi bồi thường thiệt hại liên hệ tới tai nạn xe cố này. Các con tòa kết tội em sau đó, sau khi biết được quan hệ trên của thư ký này, thì em kháng cáo yêu cầu hủy án. Các con tòa nộp một văn kiện hữu thể xác định họ đã phán quyết kết án bị cáo nhưng không hề tham khảo người thư ký này. Theo trần thẩm phán Lord Chapter Tireguard này, thì tuy các thẩm phán dự án thực sự vô tư, nhưng chỉ cần hình thức bề ngoài có vẻ không vô tư thì công lý đã không được thực thi rồi. Chính vì thế, ngài đã phải hủy bản kết án và phán xét này đã đi vào lịch sự. Khi nguyên tắc này áp dụng cho hồ duy hại, thì hai sự kiện một là ông Nguyễn Hòa Bình vào năm 2011 làm viên trường viện kiểm sát nhân dân tối cao và đã quyết định không khả nghị vụ án. Và hai là ông ngang nhiên trở thành tránh thẩm phán trong phiên sự ngày 8 tháng 5 năm 2020 đã vi phạm trầm trọng nguyên tắc xung đột quyền lợi, vô cùng hiển nhiên và cũng vì thế sự phán xét của tòa bị huyên ố toàn diện khi ông làm tránh thẩm phán.